Hello, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng tất cả anh em đã đến với Crystal Insight. Thì ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2022. Thì bây giờ chúng ta hãy tiếp tục nhìn vào cái đường giá của Bitcoin đi ha. Thì như cái clip ngày hôm qua thì mình có nhận định là gì ạ? Thì giá Bitcoin đã có, trong ngày hôm qua thì giá Bitcoin đã có một cái đà tăng trưởng rất là ấn tượng ha. Khi mà Tổng thống Joe Biden ký cái sắc lệnh là có khả năng là ra cái đạo luật về quy định về cái tiền mã hóa ha. Thì giá Bitcoin hôm ngày hôm qua đã tăng lên tầm là 10% ạ. Nhưng mà rất là tiếc thì trong ngày hôm nay thì giá của Bitcoin đã giảm một cách là rất là sâu luôn ha, giảm tầm là gần 7% ạ. Ha, là coi như là tất cả những cái nỗ lực của ngày hôm qua giá Bitcoin đi lên thì trong ngày hôm nay đã bị đập đổ. Thì như cái clip ngày hôm qua mình cũng có nhận định á ha, thì thật sự ra là mình cũng hơi vội. Là dạ, thì mình đã dạ, hướng dẫn anh em vào cái lệnh long khi này ha, và check profit ở cái điểm là từ 43 cho tới 44.000. Nhưng mà rất là tiếc là chúng ta đã không đạt được cái target đó, và ngày hôm nay chúng ta đang bị âm vốn ha. Thì như cái nội dung clip ngày hôm qua mình cũng có nói với các bạn là dạ, thì chúng ta nên dùng đồng bảy rất là thấp thôi ha. Thì hôm qua mình cũng có là ra một cái lệnh long dành cho Bitcoin tại cái vùng giá là tầm 41-42 ngàn ha. Nhưng mà cũng may á, là mình đã dùng đồng bảy rất là thấp, mình dùng đồng bảy có ít năm thôi, do đó thì hiện tại mình lỗ cũng tầm 50% so với cái số tiền mà mình đã đặt vào cái lệnh long ha. Nhưng mà mình vẫn cứ gồng thôi ha. Cái giá mà thanh lý đối với cái lệnh long của mình á, nó tương đối sâu, nằm ở cái mức là 20 ngàn ha, thì rất là khó để thanh lý được cái giá đó của mình ha. Còn nếu như mà muốn thanh lý á, thì giá Bitcoin á thì phải đào trên thật sự là mạnh đi, tới quét tới cái vùng tầm 20.000 đi ha, thì mới có thể là thanh lý được mình. Cho nên á, hôm qua mình cũng đã lưu ý với một số anh em là không nên dùng đòn bẩy quá cao ha. Nếu mà mấy anh em dùng đòn bẩy từ 50 trở lên á, thì cho tới bây giờ á ha, thì rất có thể là anh em đã bị cháy tài khoản future rồi ha, nếu như mà anh em không đặt stop loss ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích đến cái đường giá của Bitcoin hiện tại đi ha. Thì theo như cái mô hình là gì ạ? Descending Golden Wedge này á, thì chúng ta có hai đường kháng cự ở đây ha, ở phía trên đây nè. Chúng ta có một đường kháng cự ở trên đây. Thì khi mà giá của Bitcoin tại khung ngày ha, nó không thể giữ được trên cái đường giá, cái đường kháng cự này, thì ngay lập đó thì ngay lập tức lúc đó thì giá Bitcoin đã có một cái retracement rất là sâu ha. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái thời điểm hiện tại đi. Chúng ta cũng đang ngấp nghé gì ạ? Đối diện với cái thời điểm là vào lúc là ngày 4 tháng 1 năm 2022 ha. Thì hiện tại giá của Bitcoin là 39.000. Chúng ta cũng đang ngấp nghé và tiến sát đến cái khu vực là gì ạ? Là có một cái đường support ở đây ha. Cái đường support ha. Thì đây là trong khung nến ngày ha. Thì còn đến là 12 tiếng nữa thì mới đóng nến ngày. Thì mình cũng xin lưu ý với các bạn thôi ha, là nếu như cái cây nến ngày này là đến là tầm 7 giờ sáng ngày mai là sẽ đóng nến ngày, thì ngày mai 7 giờ sáng mấy bạn cứ mở mà chart của Bitcoin lên xem ha. Nếu như cái cây nến ngày này nó đóng với cái đường giá nằm dưới cái đường support ha, cái đường màu vàng này nè, thì khả năng chúng ta là gì ạ? Là tiếp tục là gì ạ? Là sẽ có một cái cuộc gọi là tiếp tục retracement của Bitcoin, có thể giảm giá sâu xuống vùng dưới đây ha. Đó, và nếu như ngày mai ha, cái nến này nè nó đóng lại cái đường giá nằm ở trên cái đường support ha, thì chúng ta là hoàn toàn là gì ạ? Có hy vọng là đường giá của Bitcoin sẽ là gì ạ? Reverse lại, là có khả năng là đi ngược lại ha. Thì mình đi đòn bẩy thấp cho nên thì mình vẫn cứ để mình chờ thôi, chứ mình không có đóng vị thế ha. Bởi vì sao ạ? Chúng ta chỉ thật sự lỗ khi mà chúng ta là gì ạ? Đóng vị thế của cái lệnh mà chúng ta đặt ha. Rồi tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng phân tích đến cái chỉ số là gì ạ? Là CBR đi, là Central Bureau Strength ha. Là những cái clip trước á mà mình nói với mấy bạn ha, thì khi mà cái đường giá của Bitcoin ha, nó đi xuống cái khu vực là ba cái đường này nè, ba cái đường là CBA này ha, thì sao ạ? Thì khi đó thì cái đường CBA, ba cái đường CBA này nó sẽ trở thành cái đường CBA trên cùng này nè, nó sẽ trở thành là cái đường gì ạ? Là cái đường kháng cự ha, kháng cự lại cho cái đường giá của Bitcoin. Thì như các bạn cũng thấy ha, thì hôm qua khi mà đường giá đã lên tới cái vùng là tầm là
41.942.000 nè, thì khi đó là gì ạ? Có một cái rút câu xuống ha, thì nó trở thành một cái đường kháng cự dành cho đường giá của Bitcoin, và ngay lập tức qua ngày hôm sau á, là từ cái đường kháng cự này thì giá của Bitcoin đã lao xuống không phanh luôn ha, xuống khu vực này. Vậy thì á, trong thời gian tới thì chúng ta hãy xem xét cái đường giá Bitcoin sẽ diễn biến như thế nào. Thì có hai kịch bản ha. Nếu như á, trong thời gian tới và có khả năng là trong đêm nay ha, đường giá của Bitcoin có thể giữ được trên cái mốc đường kháng cự, như là tại cái đường kháng cự này nè, là tầm cái giá là từ 37 cho tới 38 ngàn ha, là nó sẽ nằm ở trên cái đường kháng cự này. Thì sao ạ? Thì cái đường giá của Bitcoin có khả năng là sẽ đi lên nhẹ ha, qua bữa sau á, thì nó sẽ có khả năng nó sẽ đi lên nhẹ ha, vượt qua được cái đường đường này, và sau đó có khả năng đi xuống lại và lao lên ha, lao lên tới sát cái đường kháng cự mạnh nhất ở trên đây nè ha. Và nếu như may mắn á, có thể vượt qua được, thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội là gì à? Chứng kiến cho một cái chu kỳ bullish mới của Bitcoin ha. Và trong trường hợp xấu đi, là trong đêm nay hoặc là cho tới ngày mai đi, giá Bitcoin phá vỡ qua ha cái đường kháng cự, cái đường support ở đây ha, là tầm 47 cho tới 48 ngàn á, đó thì sao ạ? Thì rất có khả năng giá của Bitcoin sẽ về cái vùng là tầm là từ 35 cho tới 36 ngàn ha, từ bây giờ ha cho tới khi là đóng đến ngày ha, đóng đến ngày là ha, thì nhất quyết giá Bitcoin phải giữ được trên cái mức là tầm 37 ha, 37 cho tới 38 ngàn ha, là nằm ở trên cái đường kháng cái đường support này nè, thì chúng ta mới có hy vọng là gì ạ? Chứng kiến cho một cái sự là gì đảo chiều của tăng Bitcoin ha. Còn nếu như kết thúc đến ngày hôm nay giá Bitcoin nằm ở dưới cái đường support này, thì chúng ta hãy sẵn sàng là gì ạ? Trước mắt thì chúng ta nên đóng cái lệnh long mà hôm qua chúng ta đã thực hiện ha, và sau đó thì chúng ta có thể là gì ạ? Thực hiện một lệnh short với cái đòn bẩy tầm 50 ha, đòn bẩy 50, và để có thể là gì ạ? Mình trách cái COVID ở khu vực dưới đây ha. Rồi, trên đây là cái nhận định về cái đường giá của Bitcoin của ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 ha. Các bạn vui lòng nhấn vào cho video của mình một cái like và nhớ đăng ký kênh đối với những bạn mà lần đầu tiên xem video của kênh của mình ha. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.